Lại một em siêu phẩm của nhà dân gửi tới cho quý khách hàng nào không thích nhà liền kề, nhà xây thương mại, thích diện tích rộng mà lại gần với lại chợ trường phường trạm, gần với đầy đủ tiện ích, gần với bến xe Nghĩa, gần tuyến đường sắt trên cao Cát Linh. Từ vị trí ngôi nhà này ra tới bến xe Nghĩa nó chỉ khoảng tầm 800m thôi. Và với cái thông số nhà như sau, hướng nhà là hướng Tây Nam. Diện tích của ngôi nhà này 55,2m trên sổ đỏ, thiết kế có sân riêng và nằm ở trên mặt ngõ nhà nước. Căn nhà này thì hướng nhà là hướng Tây Nam thưa quý vị, mặt tiền 4m1 và mặt hậu cũng vậy. Thiết kế của ngôi nhà thì là nhà dân gửi bán nha mọi người. Chủ nhà chuyển đổi công tác nên nhờ bên nhà tốt bán, thì trong video này Ngọc Anh sẽ quay và review cụ thể cho quý vị căn nhà thiết kế như thế nào. Với cái thiết kế của ngôi nhà tương đối là hợp lý, phần mặt tiền 4m1 tương đối là thoáng, hướng nhà Tây Nam, quý vị nào mà không muốn tìm nhà thương mại thì có thể tham khảo ngôi nhà này. Vị trí của nó thì gần với ngay chợ Tổ Năm Yên Nghĩa mọi người ạ, cho nên nó rất là gần với bến xe Yên Nghĩa. Thiết kế tương đối là hợp lý, công năng sử dụng rất là hài hòa. Tầng 1 thiết kế ngoài đây là khu vực để xe máy mọi người nha. Nếu như quý vị thích thì quý vị về có thể làm thêm một cái cánh cổng riêng để xe. Đây là cái phần không gian phòng khách của ngôi nhà rất là rộng. Ngôi nhà này thì chủ nhà có sửa chữa qua một chút, sơn lại một chút để quý vị đến, quý vị có thể về ở được ngay. Đó, đây là phần tầng 1 của ngôi nhà, gạch lát nền. Rồi là nói chung là với cái nhà này thì quý vị hoàn toàn về ở được luôn. Chủ nhà có sơn lại này màu trắng, cũng như là ốp toàn bộ cái phần phòng khách này cho quý vị. Ốp phòng khách này rất là hợp lý, ốp cái PVC giả đá mọi người ạ. Đó, nhìn nó như là đá nhưng thực tế nó là cái chất nhựa nano mọi người nhé. Đây là phần không gian phòng khách. Nói chung với cái diện tích rộng rất nhiều quý khách hàng quan tâm, cho nên là Ngọc Anh có cái thông tin một cái là quay review cho quý vị luôn. Bởi vì hôm trước cũng có một căn gần 60m ở bên Tổ 3 Yên Nghĩa và đã bán ngay sau hôm Ngọc Anh quay. Cho nên với cái căn nhà này thì em sẽ quay luôn để gửi tới cho quý vị nếu như quý vị nào đang quan tâm cái phân khúc diện tích rộng nhà dân gửi bán nhé. Đây là phần không gian phòng bếp. Với phần không gian phòng bếp cũng tương đối rộng, tủ bếp này, rồi là xung quanh bếp. Với tủ bếp này là cũng được chủ làm lại cho quý vị nhé. Đấy, nói chung có như thế nào em quay và review cho mọi người như vậy. Chậu rửa, vòi rửa. Với cái phần không gian phòng bếp này thì ở đằng sau có cửa sổ hướng ra đằng sau rất là thoáng. Đứng từ phía phòng bếp này hướng ra phần mặt tiền rất là rộng. Đấy, ngoài ra thì thiết kế cho quý vị một phòng vệ sinh sử dụng ở phía dưới tầng 1 này, đầy đủ hệ thống bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa. Thậm chí ở dưới tầng 1 này nó rộng nên là chủ nhà thiết kế thêm cả sen tắm, quý vị có thể tắm ở dưới tầng 1 này nhé. Nói chung có như thế nào thì nhà tốt quay cho quý vị là như vậy. Tầng 1 thì cũng được thiết kế thêm trần thạch cao trước sau cho quý vị. Toàn bộ hệ thống tay vịn cổ trụ cầu thang từ tầng 1 đây. Tay vịn cầu thang thì thiết kế là gỗ, còn ở dưới này thì thiết kế cho quý vị là inox mỹ thuật. Rồi là cái phần cổ bậc cầu thang, mặt bậc cầu thang ở đây mọi người có thể nhìn nó là đá tự nhiên mọi người ạ. Nói chung với ngôi nhà nhà dân thiết kế nó cũng tối ưu công năng, hài hòa với cái quý vị nào mà thích diện tích rộng, thích nhà dân xây chắc chắn, kiên cố, hợp lý. Mời quý vị theo chân Ngọc Anh lên khám phá tầng 2 của ngôi nhà nhé. Dạ vâng, ở trên phía tầng 2 của ngôi nhà đây, cầu thang đi lên rất là rộng quý vị nha. Trên phía tầng 2 của ngôi nhà thiết kế hai phòng ngủ rộng cho quý vị. Mời quý vị theo em vào phòng ngủ đầu tiên của ngôi nhà. Phòng ngủ đầu tiên là chủ nhà có thiết kế hệ thống sàn gỗ. Ban công vô cùng thoáng. Đây, dành cho quý vị nào vào buổi tối đặt một bộ bàn ghế ở ngoài đây để chiêu chiêu rất là hợp lý, rất là thoáng. Thực ra nó nằm ở trong khu đông dân cư đông đúc, nó cũng không, nó nằm gần ở cái căn cuối cùng mọi người ạ. Và với cái ngõ này thì nó không phải là ngõ thông cho nên nó khá là yên tĩnh. Đây là cái phần phòng ngủ vô cùng là thoáng. Ngọc Anh xin nhấn mạnh hướng nhà là hướng Tây Nam, vị trí gần với tuyến đường sắt trên cao, gần với mẹ bến xe. Căn nhà này thì cách với lại đường ô tô khoảng tầm 70m quý vị ạ. Đây, cửa thông phòng, cầu thang rộng. Một phòng ngủ này ở phía bên trong. Phòng này thì thực ra là cái phòng ngoài kia nó rất là rộng. Phòng này là chủ nhà ngày xưa thiết kế cho con, cho nên là nó tương đối là hợp lý. Cửa sổ thông thoáng, ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa cũng đều được chủ nhà lắp đặt đầy đủ hết cho quý vị.
Theo như hiện trạng thì căn nhà này dọn được về ở ngay, sáng mua chiều dọn về luôn mọi người ạ. Và trên tầng 2 thì thiết kế thêm một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này cũng được gia chủ làm lại mới hoàn toàn. Nhà không phải là xây mới nhà cũ nhưng được cải tạo lại để làm sao mà khách hàng đến ưng ý nhất quý vị nhá. Đó, thì đây với cái phòng vệ sinh này cũng được chủ đầu tư lắp lại toàn bộ hệ thống sen cây, bồn cầu, lavabo là gần như là lắp mới hết mọi người nhá. Đấy, trong phòng vệ sinh thì được chủ cũng ốp lại gạch 30-60 lên trên tới tận trần. Nên để mà nói nếu như mà vào trong không gian phòng này thì nó gần như là còn như mới ấy, mọi người ơi. Ta mời quý vị theo em lên tầng 3 của ngôi nhà. Và với ngôi nhà 55,2m, thiết kế và xây dựng 3 tầng, tầng 1, tầng 2, Ngọc Ánh đã quay review rất là kỹ, rất là chi tiết cho quý vị rồi. Vậy thì đây là phần tầng 3, tầng cuối cùng của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà, chủ nhà thiết kế thêm một phòng ngủ trên phía tầng 3 rất là rộng. Đây, cũng ban công như thế này. Đây mọi người ạ, được hai phòng ngủ siêu rộng. Đây, mọi người có thể quan sát. Rộng, thoáng. Ban công này thì buổi tối ngồi siêu thích luôn ý. Để một bộ bàn ghế ở đây, quý vị có thể treo một cái hệ thống đèn led ở đây. Hợp lý. Phòng ngủ rộng, vuông, dễ dàng kê đồ nội thất. Đó, chủ nhà là có sơn lại cái ngôi nhà này, ốp lại gạch, làm lại thiết bị vệ sinh, thế thôi mọi người ạ. Nhưng mà nó như là một cái nhà mới vậy. Đây là phần phòng vệ sinh sử dụng cho tầng 3. Công năng sử dụng hợp lý. Căn nhà này thì nó gần với tuyến đường sắt trên cao Cát Linh, gần với bến xe Yên Nghĩa, cho nên quý vị có thể lấy điểm mốc bến xe Yên Nghĩa để đo cái quãng đường đi lại của mình xem nó có phù hợp với mình hay không. Đây là phần sân phơi. Đó, nhà có sao thì em quay cho quý vị như vậy thôi. Đây mọi người ạ. Mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể, vui lòng liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh nhà tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình để biết thêm chi tiết nhé. Giá bán em để dưới phần miêu tả. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.